Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng ta ơn được sống trên trần gian này. Ngài cũng ban cho mỗi người chúng ta ơn đặc biệt vô giá là được làm con cái của Ngài, con cái sự sáng. Thiên Chúa đã trao cho mỗi người con Ngài những nén bạc của tài năng, của nhân đức và muôn vàn điều khác trong cuộc đời. Trong chuyên mục vòng quanh sứ đạo hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị những sinh hoạt của nhóm Một Chút, nhóm ca sĩ Công giáo thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam, như một chia sẻ về những người bạn trẻ đã biết dùng những nén bạc Chúa trao góp lại với nhau từng chút một để mang đến niềm vui cho những thân phận bé nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn trong nhóm Một Chút đã luôn đồng hành với Tin Vui Media trong những kỳ cần thiết để dùng tài năng Chúa trao cộng tác vào việc truyền giáo qua con đường truyền thông. Sơ ấy trong ca khúc Một Chút của Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống ngẫu nhiên đã trở thành kim chỉ nam cho một nhóm ca nghệ sĩ Công giáo thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn khi họ tự tìm đến nhau, tự góp chung nhau những nén bạc Chúa trao để rồi lại cùng nhau chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh. Sau những ngày tháng làm việc vất vả, kỳ cóp từng chút một, nào là mì gói, nào là bánh kẹo, nào là gạo, đường, mắm, muối. Họ, những ca nghệ sĩ Công giáo trong nhóm Một Chút, lại vui vẻ lên đường, mang tin mừng đến cho mọi người. Dấu chân của họ không ngại dừng đến những miền xa xôi, hẻo lánh, khó nghèo. Có khi là Trại Phong, Quy Hòa, Quy Nhơn. Khi thăm Củ Chi, có khi xuôi về Cần Thơ, miền Thới Thạnh, Thới Long Xuân. Khi thăm Chi Lăng, An Giang, khi thì đến Khánh Sơn, Cam Ranh, lúc lên Ca Đơn, Đơn Dương, Lâm Đồng, lúc ngược mạng núi treo leo hiểm trở Tây Bắc để đến với Lào Cai, Giang La Phán, Hầu Thào, Nghĩa Lộ, vân vân. Nhóm chính thức thành lập từ năm 2013, nhưng ý tưởng cùng nhau làm việc bác ái đã đến với anh chị em từ năm 2008, khi một linh mục thuộc tu hội truyền giáo
thổ lộ ước mơ. Thực hiện những chương trình văn nghệ chuyên nghiệp nhưng phục vụ miễn phí cho đồng bào dân tộc hoặc những vùng sâu, vùng xa, nghèo khổ. Ước mơ ấy đã chạm đến trái tim vốn nhạy cảm của những người nghệ sĩ. Thế rồi, qua bao năm tháng ấp ủ, bao chuyến đi trải nghiệm có tính cách tự phát năm 2013. Chuyến đi đầu tiên làm việc bác ái với cách thức của một nhóm sinh hoạt có quy củ đã thành hiện thực. Thuở đó, nhóm còn chưa có cả một tên gọi. Và cho mãi đến năm 2015, nhóm mới được gọi là Một Chút. Và quy tụ 10 bạn trẻ là các nghệ sĩ công giáo đang sinh hoạt tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Anh Phạm Minh Quân, trưởng nhóm Một Chút, đã chia sẻ cùng với chúng tôi. Những ngày đầu tiên quy tụ và hình thành nhóm thì nhóm không có một cái tên. Lúc đó nhóm chỉ lấy tên là Nhóm Nghệ sĩ Công giáo Sài Gòn. Và mãi cho đến năm 2015 thì nhóm mới có một cái tên, đó là Nhóm Một Chút. Lúc đó vì nhóm thực hiện một bài hát của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, bài hát có tên Một Chút. Và bài hát đó, nhóm làm bài hát này để làm một món quà tặng cho lễ thành hôn của ca sĩ Diệu Hiền, một thành viên của nhóm Một Chút. Và trong ngày tiệc cưới đó, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống có tham dự và ngài rất thích. Và sau đó thì ngài có nói với nhóm rằng rất thích cái tinh thần của nhóm Một Chút và vì sao các con không lấy tên là tên Một Chút. Chính vì thế mà từ đó thì nhóm đã có một cái tên gọi là Một Chút, với tinh thần của anh em là mỗi ngày đóng góp những đồng tiền bé nhỏ của mình vào cái quỹ chung. Và rồi nhóm đã có mỗi một năm từ 1 đến 2 chuyến đi đến những vùng truyền giáo để giúp cho bà con nghèo và giúp cho tinh thần của các linh mục đang làm mục vụ nơi đây. Nhóm Một Chút nghĩ rằng mỗi người đều có một ơn gọi riêng, và ơn gọi của nhóm Một Chút đó là phục vụ. Cảm ơn Chúa là vì những năm vừa qua nhóm đã đón nhận rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đã hướng dẫn cho nhóm Một Chút trên con đường làm việc bác ái. Và nhóm Một Chút chỉ có thể nói rằng cảm ơn Chúa vì Chúa đã luôn trao cho nhóm Một Chút cái tinh thần, và suốt những năm vừa qua luôn hiệp nhất những anh em lại với nhau. Và nhóm Một Chút chỉ cầu nguyện rằng xin Chúa cho mỗi thành viên đều luôn trung thành với ơn gọi phục vụ mà Chúa đã trao. Kể từ khi thành lập, nhóm đã quy định cùng với nhau mỗi người sẽ góp vào quỹ chung 10.000 đồng một ngày để làm quỹ sinh hoạt. Từ nguồn quỹ sinh hoạt khởi đầu nhỏ bé, dần dà, mỗi chuyến đi của nhóm lại có thêm những cánh tay nối dài của các vị ân nhân để giúp xoa dịu nỗi đau của những thân phận bé nhỏ. Những nguồn ngoại lệ ấy có khi do chính các thành viên đóng góp thêm từ việc bán CD, hoặc trích từ thù lao của những đêm diễn trên sân khấu, có khi từ những người quen biết gửi tí chút để làm quà giúp cho người nghèo. Thành viên của nhóm, bên lề cuộc sống nghệ sĩ, mỗi người đều có một công việc trong đời thường như cắt tóc, buôn bán, kỹ thuật viên phòng thu âm nhạc, ca trưởng, ca đoàn. Nhưng họ đều có một điểm giống nhau, đó là biết sử dụng những nén bạc Chúa trao để tạo thêm niềm vui cho mọi người. Như ca sĩ Diệu Hiền chia sẻ, mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi của Chúa. Chúa ban cho chúng ta một nén bạc mà mỗi người sẽ có một cái khả năng khác nhau để cống hiến và cũng như là phục vụ cho tha nhân, cho tất cả mọi người. Và riêng Diệu Hiền thì Diệu Hiền cảm thấy rằng Chúa đã ban cho mình rất là nhiều, đặc biệt là qua giọng hát. Và Diệu Hiền cũng nguyện rằng sẽ đem giọng hát đó để ca tụng Chúa, để loan truyền tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người. Thực sự sau mỗi chuyến đi của nhóm Một Chút thì Diệu Hiền càng thấy là mình thực sự rất là may mắn
đã được Chúa ban cho một cuộc sống tương đối là sung túc, cũng như là Chúa ban cho giọng hát để mình có thể phục vụ tất cả mọi người. Không đơn thuần chỉ làm việc bác ái, nhóm luôn tâm nguyện làm sao để giúp cho mọi người cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua những bài thánh ca hoặc những bài hát giàu thông điệp cuộc sống mà các bạn thể hiện bằng chính giọng ca của mình. Có lẽ vì vậy mà nhóm đã không ngần ngại vượt qua những chặng đường treo leo hiểm trở của núi rừng Tây Bắc, nơi giáo phận Hưng Hóa, để gửi đến người dân nơi ấy những món quà vật chất cũng như tinh thần, giúp họ vơi đi phần nào những thiếu thốn trong đời.
Con nghe những chia sẻ của Đức Giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Lồng, phụ tá giáo phận Hưng Hóa, về việc truyền giáo ở đây, thì mới hiểu sự hiện diện của những người bạn trẻ trong nhóm một chút nơi vùng đất này ý nghĩa ra sao. Khi mà đến với anh em người Hơ Mông ở trên vùng cao, trong vùng Tây Bắc này, thì chúng tôi thấy rất là thương họ, bởi vì bao nhiêu năm nay họ thiếu thốn mọi mặt, cả vật chất, cả tinh thần. Bây giờ chúng tôi có thể đến được với anh chị em thì chúng tôi rất là nhiều cái ưu tư. Một mặt thì nâng đỡ đức tin cho bà con, bởi vì họ có lòng tin nhưng mà bao nhiêu năm nay không có được sự săn sóc mục vụ, cho nên đức tin đó chúng tôi thấy nó cũng mỏng giòn lắm, nó cũng là mong manh lắm. Cho nên cái việc mà cấp thiết nhất đó là chúng tôi phải làm sao để củng cố đức tin cho bà con sâu sắc và vững mạnh. Chính vì vậy mà chúng tôi nỗ lực để làm sao đưa các cha, các nữ tu, rồi anh chị em giảng viên giáo lý đến những cái vùng xa, vùng sâu này và ở lại được với họ nữa để mà lo lắng cho họ về cái phần thiêng liêng, cái phần tinh thần. Chúng tôi rất vui là bởi vì thời gian gần đây nhất chúng tôi đã có thể gửi các linh mục lên đến những vùng cao ở Yên Bái cũng như là ở Sơn La, rồi Điện Biên, rồi Lai Châu. Bên cạnh cái việc lo lắng cho đời sống đạo, đời sống đức tin của anh chị em thì chúng tôi cũng không quên cái điều mà chính Chúa Giêsu đã làm gương, rồi sách Tông đồ Công vụ cũng cho chúng ta thấy được giáo hội sơ khai luôn luôn quan tâm đến cái phương diện bác ái, chia sẻ vật chất với anh chị em. Chúng tôi rất là cảm động khi thấy được có những anh chị em của chúng ta từ những nơi xa xôi, khi biết được về cái vùng cao này thì anh chị em hỗ trợ cho chúng tôi, giúp đỡ cho chúng tôi những cánh tay đắc lực để chia sẻ về cái vật chất thêm nữa cho anh em. Một lần theo các bạn đến sinh hoạt tại giáo xứ Lào Cai, nơi vùng cao lạnh lẽo, chúng tôi đã thấy rõ sự mong chờ của người dân nơi ấy để thưởng thức một chương trình văn nghệ do các ca sĩ Sài Gòn thực hiện. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Lào Cai chia sẻ. Khi mà nghe Đức cha phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long cho biết là có nhóm một chút đến vùng Tây Bắc của giáo phận Hương Hóa để mang lời ca tiếng hát đến cho anh chị em vùng sâu vùng xa như này, và lấy giáo xứ Lào Cai là điểm dừng trước khi về lại Sài Gòn, thì tôi cũng rất là vui mừng và loan báo điều đó cho giáo xứ Lào Cai, và bà con giáo dân rất là phấn khởi chào đón. Như các anh đã thấy là giáo xứ Lào Cai đã chuẩn bị rất là chu đáo cho các công việc để đón nhóm một chút đến để thể hiện, đem lời ca tiếng hát của Chúa đến để cho người ta có thể nghe được lời Chúa một cách dễ dàng hơn, để thuận lợi cho công việc truyền giáo. Và tôi nghĩ nhóm một chút đã làm được rất là nhiều. Khi mà đến đây để mà đem lời ca tiếng hát, mọi người cảm thấy rất là vui và được thưởng thức một bữa âm nhạc thánh rất là tốt. Có thể nói, đêm ấy là một bữa tiệc đức tin và văn hóa gửi đến người giáo dân Lào Cai. Bởi lẽ, ngoài chương trình văn nghệ với những bài thánh ca đầy ý nghĩa được dàn dựng chuyên nghiệp, nhóm một chút đã giúp cho người giáo dân trong giáo xứ gần gũi nhau hơn qua sự cộng tác giúp việc tổ chức chuyến bác ái của nhóm được tốt đẹp. Ông Giuse Nguyễn Công Tác, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Lào Cai đã tâm sự cùng với chúng tôi. Chúng tôi đây là cũng là những giáo xứ ở vùng truyền giáo. Bản thân chúng tôi là cảm nhận thấy sự nhiệt tình phục vụ và những lời ca tiếng hát của đoàn đây cũng đã mang được cái bầu khí rất là ấm áp cho vùng truyền giáo của Lào Cai chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm nhận thêm qua một đêm biểu diễn, chúng tôi được sự cống hiến rất là nhiệt huyết của các đoàn và những lời ca tiếng hát rất hay, rất lắng động trong lòng người Lào Cai, để cho cái tình cảm của đồng bào Lào Cai xích lại gần nhau hơn.
không chỉ mang niềm vui đến cho người dân vùng sâu, vùng xa, những sinh hoạt văn hóa bác ái của nhóm một chút, còn là một khích lệ đối với những linh mục tu sĩ trong việc truyền giáo. Linh mục Phêrô Trần Quốc Hưng Long, tu hội truyền giáo Vinh Sơn chia sẻ. Mục đích cái có thể nói là cái linh đạo trong cái ngoặc kép của nhóm một chút thì anh em cũng muốn hướng đến cái người nghèo đương nhiên, nhưng mà qua cái người nghèo để cùng cộng tác với các linh mục, các nhà truyền giáo ở cái vùng khó khăn nhất, và ngoài cái việc mà giúp đỡ những cái người nghèo bằng chính cái vật chất mà mình tự bỏ ra, mình tự đóng góp, cái sức khỏe mình tự tìm đến với họ, và cái mà ý nghĩa hơn nữa đó là muốn tham gia vào cái công việc là trợ giúp cái tinh thần, tức là tạo cái phấn khích làm công việc tông đồ, công việc mục vụ cho các nhà truyền giáo, cho các cha. Bởi vì nơi những cái địa điểm mà nó xa xôi, nó khó khăn như vậy, thì ngoài cái chuyện mà công việc nó suốt ngày nó nhiều, thì những cái mà khi mà nhóm một chút đến với các linh mục, các cha, các thầy hay là các nhà truyền giáo như vậy, thì nó tạo được cái phấn khởi và cái sự gắn kết giữa người giáo dân, nhất là những nghệ sĩ như vậy, với một cái nhà truyền giáo mà bằng cái khả năng của họ, tức là cái giọng hát, cái tâm hồn, cái tấm lòng. Và chính cái đó nó tạo nên cái nguồn, cái động lực rất là lớn cho những người làm công tác truyền giáo. Mỗi chuyến đi đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn là một lần giúp cho các thành viên trong nhóm cảm nhận rõ hơn tình yêu Thiên Chúa đã ban cho mình, để từ đó trở nên khiêm nhu hơn trong cuộc sống, ở những môi trường không thiếu những cám dỗ về tiền tài, danh vọng, và biết chấp nhận những gì mình đang có. Sau mỗi chuyến đi á, thì điều động lại trong em là em thấy ơn Chúa xuống trên mình rất nhiều. Và có lẽ là Chúa muốn cho em san sẻ những cái ơn đó, những cái ơn mà Chúa ban cho em, những khả năng của mình về ca hát cũng như về ghi lại cái khả năng ghi lại những hình ảnh của mình, để san sẻ cho những người kém may mắn hơn, và để cho mọi người thông qua nhóm một chút có thể nhìn thấy những cái gì mà Thiên Chúa đã ban cho mình, để mọi người thông qua những cái hình ảnh đấy mà biết đến những cái nơi mà nhiều người còn kém may mắn hơn mình, và để gia tăng thêm niềm tin vào Thiên Chúa và chính người ban chúng ta rất là nhiều ơn, rất nhiều ơn lành mà chúng ta không hề biết được. Xuân Trường đã tham gia cũng rất nhiều những các chương trình công tác từ thiện và các nhóm hội đoàn, nhưng mà khi tham gia với nhóm một chút thì cái cảm xúc nó khác rất nhiều, bởi vì tất cả các bạn ở trong nhóm một chút thì hầu như là họ không hề nghĩ tới vấn đề quyền lợi của riêng mình, hay là một cái tôi của mình, hay là muốn show mình đang cái gì đó, và họ hoàn toàn vì mục đích chung là phục vụ người nghèo. Và cái điều đó làm cho Trường cũng phải chạnh lòng lại là phải quên mình đi, dù rằng mình đã là một ca sĩ tương đối là thành danh ở trên Sài Gòn này. Và cái cảm xúc của Trường đi trong chuyến đi công tác từ thiện này thật sự là mình thấy mình hạnh phúc quá. Bởi vì dưới cái không gian lạnh như thế này mà người dân tộc họ rất nghèo, và họ chẳng có một cái gì để mà gọi là để sự ấm lòng họ. Và thật sự là qua chuyến đi này thì Trường nghĩ rằng Trường sẽ phải cố gắng rất nhiều để mà duy trì nhóm một chút của mình, và càng ngày phải làm cho nhóm một chút thêm sự hăng say nhiệt thành. Qua mỗi lần đi những chuyến thăm đến những vùng sâu vùng xa cùng với nhóm một chút thì em cảm nhận được những cái khó khăn và những cái còn thiếu sót những trong những cuộc sống hàng ngày của mọi người, những giáo viên vùng xa cũng của những giáo dân vùng xa. Và sau khi đi những chuyến như vậy về thì em tự thấy mình thấy mình còn sướng hơn, được mình còn sống khỏe và được sung sướng hơn rất là nhiều người. Nhờ như vậy mình mới cảm nhận được là mình cần phải sống tốt hơn như thế nào và phải biết hài lòng như thế nào về cuộc sống hiện tại. Nhìn vẻ mặt hân hoan, sự hết mình của các bạn trong những đêm diễn phục vụ người dân, sự chân tình khi đến từng gia đình nghèo quanh vùng thăm hỏi tặng quà, chúng tôi chợt nhớ đến câu hát trong một bài thánh ca của linh mục Mi Trầm mà mình vẫn cất lên hàng năm, đó là:
đẹp thay những bước chân rạo khắp nẻo đời. Xin nguyện chúc những bước chân của các bạn tiếp tục rạo bước để giúp cho những mảnh đất cằn cỗi lạnh giá có tí chút màu mỡ ấm áp và làm giàu thêm cuộc sống tinh thần nơi những phần người khốn khó vùng sâu vùng xa. Cầu mong mỗi người lại tiếp tục ghi góp từng chút, những chút chút nhỏ bé nhưng thật tuyệt vời để giúp cho cuộc đời này thêm sáng tươi. Như những tâm tình mà chúng tôi đã nghe được từ các thành viên trong nhóm Một Chút. Mình được tham gia với nhóm Một Chút ngay từ khởi đầu. Thực sự mình rất là hãnh diện, mình là một người và một thành viên để được đi cùng với nhóm, chia sẻ một chút thôi, một chút tình cảm, một chút chia sẻ ấm cúng của tất cả bạn bè cũng như là tất cả những anh chị em trong nhóm. Và nhóm trong nhóm á, thì mình muốn là cứ một năm này, hàng năm chúng ta sẽ được đi vùng sâu vùng xa 2 đến 3 lần. Cái đó là cách nguyện ước của nhóm. Và Đông Y thì Đông Y rất là, phải nói làm sao để mà hết cái diễn tả hết cái tâm của mình. Chỉ mong rằng là chúc cho Nghi cũng như tất cả anh chị em trong nhóm có sức khỏe thật nhiều. Có sức khỏe thì mình mới đi được đến những cái nơi vùng sâu vùng xa để mình mang những lời ca tiếng hát của thánh ca, để âm vang những lời ca tiếng hát, để mang đến cho tất cả mọi người những lời ca tiếng hát đó, để ấm lòng cũng như là những cái lời ca đó sẽ tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Mẹ Maria luôn luôn dẫn đường và luôn luôn yêu thương chúng ta bằng nhiều cách. Mỗi chuyến đi, càng mỗi chuyến thì còn có những cái cảm nghiệm, trải nghiệm khác nhau. Mà mình nghĩ là tại sao có những cái con người hay những em bé nó khổ đến như vậy? Thì gặp sáng nay gặp một đứa bé bị mù, trong mấy ngàn, một ngàn mấy em, có một em mù mà mình không thể nào mình làm cái gì được. Nên mình nguyện làm sao mà có thể anh em chung sức giúp cho những bé mà bất hạnh như vậy. Mình nguyện trong lòng là càng ngày mình sẽ càng phải làm những cái công việc này tốt đẹp hơn để mang đến những cái niềm vui cho những đứa bé hay là những mảnh đời mà kém may mắn hơn mình. Và công việc này sẽ còn tiếp theo nữa chứ không dừng lại ở đây. Chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Một chút trong đời, chỉ một chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời cho anh mong chút thật tuyệt. Chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời. Chất chiu từng chút ấy cho đời này.